TV à, có phim coi ha. Có kè tai nghe này. Có mền này. Bên trong toilet của máy bay nó có hệ thống nước nóng lạnh, tùy máy bay nha. Máy bay bữa lúc trước mình đi cũng của hãng Emirates mà nó khác, nó có nhiều tiện nghi hơn, có những cái nó có thêm một cái này cái kia đó, giống như là nó có hệ thống sưởi, hệ thống sấy tay này. Mà cái máy bay này không có, mà nó có cả nước hoa lotion nè. Cái này ly để cho bên đánh răng này, khăn giấy này, nó có cả sạc mà. Đâu sạc này, nước tắm này, đâu nước lạnh, xà bông này, xà bông. Đây là bồn cầu à. Còn cái này là hạ xuống, cái này ai có em bé hạ xuống thay tã cho em bé. Sau khi vô thì mình lóc sang bên tay phải là khóa. Nên là ngoài nó báo là con đang trong có người, trong đang có người. Còn mở ra để gạt sang bên này. Chỗ này thì giấy này, cầm giấy dưới này, cái này để đựng rác à. Trên đây là để đồ hành lý, hành lý sắp tay để trên đây này. Toilet này, còn mình ngồi ngay cạnh toilet này, mình chọn cái ghế ngồi ngay tại cạnh toilet. Và con đi tới đi luôn. Đó, nó có rắc cắm mà cho sạc điện thoại này. Ồ, cắm điện này nhá. Có remote à, remote màn hình.
này này, nó lên được băng này. Đó, chút xíu là nó hàng luôn này. Có camera trước, camera sau luôn không? Thì tổng thống Sài Gòn bị khai hoạt động bị cố. Sài Gòn khai thông bắt đầu trên sân bay nó phải đi, nó đây đi chạy vào trong cái sân bay. Wow, máy bay hạ cánh này người ta bật đèn đây nè. Cái lúc báo mà an toàn chút bỏ luôn. Họ bây giờ mọi người lấy ảnh lý xuống. Yeah.